Có phải bà con vẫn còn đang tìm một loại phân bón mà có thể phù hợp hỗ trợ cây của bà con phát triển một cách toàn diện, khiến cho cây cho một năng suất hết mức có thể? Vậy sao không thử ngay phân bón lần 86 phốt, sản phẩm chứa 68% lân hữu hiệu cùng với độ ẩm là 10%, độ pH nước là 3. Đây là những yếu tố quan trọng giúp cây trồng phát triển mạnh mẽ và đồng đều, cung cấp lân hữu hiệu, giúp bộ lá cây xanh, dày, già nhanh và đồng loạt, từ đó có thể nâng cao khả năng quang hợp của cây trồng, đồng thời có thể ức chế đặc non lân 86 phốt, giúp cây nhanh chóng chuyển từ giai đoạn sinh trưởng sang sinh sản, tối ưu hóa thời gian ra hoa, thúc đẩy mầm hoa. Sản phẩm này giúp tạo mầm hoa thần tốc, đảm bảo cây ra hoa đồng loạt, mang lại năng suất cao, tăng hiệu quả xử lý ra hoa nghịch vụ, rút ngắn thời gian xiết nước, tối đa hiệu quả ra hoa, đồng thời giúp giảm chi phí xử lý thuốc 30-40%, an toàn cho cây và đất. Lân 86 không gây nóng cây hay làm chua đất như các loại phân bón khác, đảm bảo môi trường phát triển tốt cho cây trồng. Quý bà con nào mình còn đang phân vân mà muốn mua, có thể liên hệ số hotline 0776 400 038 được tư vấn và mua hàng chính hãng, hoặc truy cập vào website kỹsuhuy.vn để biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn về sản phẩm.